Người niệm Phật thì đều được ánh sáng của Phật A-di-đà nhiếp thủ không bỏ. Vì sao nói là nhiếp thủ không bỏ? Vì người niệm Phật thì ngay trong hiện đời được Phật A-di-đà bảo hộ, khiến cho họ tăng trưởng phước đức, khai mở trí tuệ, tiêu trừ nghiệp chướng, gặp dữ hóa lành, bị nạn gặp may, tai họa lớn hóa nhỏ, tai họa nhỏ hóa không, bảo hộ tất cả. Cho nên gọi là tiêu tai thoát nạn, tăng phước trường thọ. Khi sắp mạng chung, Phật A-di-đà cùng với thanh tịnh đại hải chúng Bồ-Tát cầm đài sen đến nghinh đón. Từ khi chúng ta bắt đầu niệm Phật đến lúc lâm chung, chưa bao giờ Đức Phật từ bỏ. Đây gọi là nhiếp thủ không bỏ chúng sanh niệm Phật. Niệm Phật thì được ánh sáng của Phật A-di-đà nhiếp thủ. Đây là bẩm tính tự nhiên, không cần phải miễn cưỡng, không cần kiểu cách. Như ăn thì no, mặc thì ấm, lửa cháy bốc lên, nước chảy xuống. Hết mùa đông đến mùa xuân, hết mùa xuân đến mùa hạ là một điều tự nhiên. Đây là nói rõ về danh hiệu Phật A-di-đà, tức là bản thân câu Nam-mô A-di-đà Phật chính là ánh sáng của Phật A-di-đà. Bởi lẽ tâm nhớ Phật, miệng niệm Phật thì trên thân của chúng ta liền có ánh sáng.